Vâng, xin chào anh chị và các bạn. Trong những ngày này là những ngày giáp Tết ấy, thì cái thị trường khô rất là sôi động. Và đây là cái làng khô ở phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, Cần Thơ. Năm vụ mà trên là khô này ngon, nó trong gieo mà. Dạ. Đây là chị Sáu, là một trong những người làm khô ở làng khô 91B này. Những con khô được phơi ở dưới nắng nhìn rất là bắt mắt đúng không ạ? Trong tất cả các loại thực phẩm và trong ngày Tết ấy, thì khô là một trong những cái thực phẩm mà được bà con rất là ưa chuộng trong những ngày Tết, bởi vì nó có thể chế biến được nhiều món ăn, ví dụ như là nướng hoặc là chúng ta chiên đều được hết. Đây là những cái con cá lóc được làm rất là sạch sẽ, tắm gấp gia vị và phơi dưới nắng đây. Nếu dịp mà bà con cô bác mà đi qua quốc lộ 91B này thì chúng ta sẽ thấy ở khu vực Thới An Đông này có rất nhiều các cái hộ làm nghề cá lóc khô truyền thống ở đây. Chiến cá này có mấy con cá đực nhiều quá, sớ nó đỏ, cá này nó trong ba nắng nó còn hơi tươi, chăng như là bốn nắng là giống như phía đây thì nó khô rồi nè, nó khô cá này, cá nó hơi ốm, thịt nó mỏng, mình hớt khỏi ra cái nó hơi rút lại. Không có lấy đầu để bắt đầu miễn cách ra đó. Ừ, để nguyên con nè, nếu khách mua bỏ đầu thì mình cắt cái đầu ra mình bỏ. Mấy... cái này bốn nắng, cái này bên đây là ba nắng, cái vàng bên đây là bốn nắng, thành ra nó khô nhiều rồi, cái nó giật mấy miếng này lại, vậy cũng ốp giống như mấy năm rồi, năm trước vậy đó, thì cũng ngâm rượu xong cái em ngâm muối. Muối rồi xả cho sạch, để khô khô lên rồi cái là em rửa xả sạch rồi cái nước nó trong rồi cái để theo công thức mình ốp á, mình cân xong rồi mình trộn vô. Ông xả ông chỉ trộn ra rồi đánh ra nước rồi ông chỉ nhúng khô vô thôi. Nhúng khô ra rồi cái sắp lại gì em để tủ. Gấp hai con vô một cặp gì nè, em để tủ. Để tủ rồi sẽ để vô thùng đá, bên chị thì không có cái tủ đâu, để thùng đá gì nè, sắt hàng gì. Để xong để đá lên rồi sáng mai lấy ra phơi là khô nó sẽ trong và đẹp vậy nè. Giờ nắng lên cũng không có rùi. Chị nhờ. Chị phơi được bao nhiêu ký chưa? Hôm nay chị phơi 300 ký. Mà hôm nay khách đặt khô 3 nắng thôi. Ra chị lỡ phơi 4 nắng còn 3 nắng chị đã đem vô để cho mai khách lấy. Giờ còn được nhiêu 3 nắng này. Hôm nay 4 nắng thì để chị hong là chị bán. Thôi đầy vàng luôn á, bữa nay còn mấy vàng còn kia chị đem lựa vô cho khách à. Mấy con cá này cá thịt nó trong. Năm nay cá đực nhiều quá, cá thì ít một chút à, nó trong nè. Đánh hết chỉ máu mấy cái đầu này luôn á, nó mới được chị đó. Con cá cái thì nó dài hơn. Con cá cái thì nó dài hơn, nó dài mà nó sớ nó đỏ nè, sớ nó đỏ nè, nè mấy cái sớ đỏ nè, đó. Nhưng mà nó cá nó sống nha, mà tại vì mình tại con cá được cái nó dài hơn, rồi cái mình mần ra rồi mình cũng đánh hết chỉ máu, mấy cái đầu nó không còn đóng chỉ máu, nó không còn máu bầm trên đầu, mà tại cái sớ nó đỏ thì nó đỏ nè, nó đỏ trong tới trong thịt luôn, đó. Chứ không có tẩm màu, bên đây là không tẩm màu, còn cá này nó thịt nó trong tới đây luôn. Đó, thịt nó trong tới này, trong cái nạn vẫn trong nè, không tẩm màu vô đây. Nếu một khi mà khô mà người nào đã tẩm màu thì nó đã nó thấm vô thịt luôn. Chỉ có gắt ớt
ớt khô, tránh gùi bu là cắt ớt lên với ngâm rượu bốc hơi thơm đi, có cái mùi thơm, có mùi tanh, không có gùi. Người cứ hỏi là tại vì người ta cũng không biết nhiều ở ngoài Bắc ấy, nhiều người không ít biết được cái cá lóc khô. Thì người ta cứ hỏi là chế biến như thế nào để ăn ấy, chị? À, mình chiên, mình nướng. À, nếu mình không ăn thích mỡ dầu thì mình nướng rồi cái mình hớt ra rồi mình trộn gỏi xài hay là gỏi dưa leo. À, nếu mình thích ăn gỏi gì thì mình cứ trộn khô vô đó mình ăn. Còn nếu mà không mình không thích bội đậu bỏ vô thì khô này mình cứ chiên hay nướng gì cái mình làm mắm me. Tại khô trong này ớt là không có tẩm đường để ngọt, nó vừa ăn luôn. Là thì nữa mình có ăn á thì mình ăn, nếu mình muốn ăn mặn á thì mình làm chén nước mắm me, mình thêm nước mắm vô đó rồi mình chấm miếng khô vô. Nếu mình không ăn dầu mỡ thì mình nướng, còn nếu mình có ăn dầu mỡ được thì mình cứ chiên, chiên thì em làm nó ngon nữa. Nhiều khách thích á thì nướng hơn là chiên, nhưng mình làm mình cỡ khô mà mình nướng nha là cỡ từ ba nắng bốn nắng là mình nướng ngon. Còn như khô mà mình chiên ăn á, thì hai nắng nó mềm mềm á, chiên ăn rất là ngon. Nhưng mà mình gửi đi xa thì mình sợ 4-5 ngày á, khách mới nhận được á, thì chỉ sợ nó bị mốc. Nếu trong vòng 3 ngày nhận được thì nó không bị mốc, tại khô không có có tẩm thuốc bảo quản thì mình về mình nhận được rồi, mình về để tủ đông, tủ lạnh mình ăn, mình lấy ra, nó không bị hư. Nếu mà mình muốn ăn cho nó cứng lại thì mình để ngăn mát. Còn nếu mà mình muốn để ăn thì mình nhận được con khô nó mềm tự nhiên á, thì mình muốn ăn con mềm nữa thì mình để vô ngăn đá. Mình ăn ra là nó vẫn cái độ nó vẫn y như vậy. Còn cái ngăn mát á, thì nữa nó sẽ rút ngăn khô khô, thì tự chạy lên rút khô. Tại thường thường chị ăn khô hai nắng chị để tủ thử á, thì trong vòng có 3 ngày chị lấy ăn khô nó cứng lại luôn rồi, giống như mình phơi 4 nắng 3 nắng. Có mấy con khô nha, cái thịt nó rất là trong luôn, không có một miếng màu trong này luôn. Là những con cá cái là cái thịt nó trong veo à. Những con cá đực có dù cỏ nào chăng nó thấy là nó có xóa đỏ. Nhưng mà ngược lại nè, cái con cá đực nè xóa đỏ còn dữ nữa. Nó càng khô là nó càng đỏ lên. Nè, nó đỏ nè. Còn mà những cái người chỗ khác mà người ta bán đó, nó sẽ đỏ hết tất cả gì đó là người ta đã ốp màu, ta nhúng cho con khô đỏ đậm hết tất cả. Còn ở đây con khô nào nó sẽ theo con khô nấy. Bởi này chị cũng không tẩm màu nữa. Cái này đánh dãy bằng máy, không tẩm màu đâu. Cái da nó sẽ bóng bình thường. Còn nếu tẩm màu là từ chỗ cái đường này nó sẽ dính màu. Này không có màu. Gắt ớt không à. Hôm nay gắt ớt ít á, thành ra con khô nó không có lên màu thiệt là đẹp. Còn gắt ớt nhiều hết là nó sẽ lên thiệt là đẹp luôn. Hôm nay cũng không có màu luôn. Này bề lưng, này bề bụng nó. Ớt là chị mua ớt tươi xong rồi mình xay phơi khô. Mình mua ớt tươi mình liên lại chỗ đó, mình biết chỗ đó là xay hãng ớt rồi, mình lấy ớt tươi cái người ta có cái máy sấy á, người ta sấy ớt ra cho mình nhuyễn luôn. Rồi người ta giao cho mình, ví dụ mình lấy 2 kg 3 kg đó mình dặn người ta. Rồi về mình gắt lên. Còn nếu mình muốn cay nữa tự mình mua ớt mình phơi mình lại đó mình muốn người ta sấy. Nhưng mà hầu như cay quá cái chị sợ bé ăn không được. Thành ra người ta mua ớt cái loại không cay, cái loại trái dài nó sẽ đỏ đậm, nó sẽ được cái màu. Nè, có gùi nữa nè. Hôm nay chạy trong này nó thấy cái này nó khô quá à nè. Khô cứ ngắt mà cái hầu như là cái sàn khô bên đây của chị là cá đực nhiều nhất. Nó rất là dài luôn. Chớ nó đỏ là nó dài cái nè. Mà nó cũng bên chị cũng không làm mấy nữa. Cá đực dài quá cũng đâu có màu có gì đâu nè. Nó dính ớt chứ nó không phải là màu. Cái sàn này toàn là mấy con cá đực dài dài không à. Nè có hàng khô bên đây nè, bữa nay là được 4 nắng á, còn cá cái không à, nó uống mà nó đẹp lắm. Nè. Thấy không? Bữa nay từ đây tới chiều là 4 nắng luôn rồi nè. Cái này là có khách đặt rồi. Khách đặt rồi đó, chiều khách lấy. Nhưng mà cũng chịu hao lắm. Khách đặt lấy 5 kg nhưng mà chị làm nhiêu đây cỡ khoảng 10 kg cho khách lựa giữa ý. Để là lúc mình chưa sẵn rồi khách tưởng là mình lựa không giữ ý khách. Nhưng khách ở xa thì để mình kêu khách kêu bên chị tự lựa đi rồi gửi cho khách. Còn này khách đến thì để cho khách tự coi.
thích khô cá đực dạ này thì hay là cá trắng này thì khách lấy dễ hơn. Cái con cá đực này nữa, em ăn nó hơi dai á. Để nữa hôm nào chị gửi thử một con cho em ăn thử. Để nó chị nói này, không ấy. Nó cũng như con này nó ăn nó hơi dai hơn tí, con này nó mềm tí. Như con này nó dai 10, con này dai 9 gì đó. Tại vì con cá đực cái xó nạc nó không có dễ khắc như này. Cá này con cá cái mềm. Nhưng mà nếu nó khô nó cũng ngon. Nó khô nó sẽ cứng. Chị mặn hết, không có chỉ máu luôn á. Mà mấy cái chỗ này á, mướn người ta mặn mà kêu người ta làm cho chị á là sạch máu mới được. Chị phơi đừng cho nó giảm bớt số lượng rù đi. Em mình ngâm rù xong hết trơn rồi, đôi lúc á có cũng có rùi nữa. Lấy hết chị báo không có rùi. Sợ nhất á, tại vì bán khô người ta nói, ủa sao chị bán khô mà có giò không phải đâu, đôi lúc có trời mát quá cái có khi trong một cái thùng cá có khi một hai con nó bị ngợp á, cái con ruồi nó sẽ chui vô cạnh bên đây là mình coi kỹ đừng cho nó tựa trứng vô á. Ông xã chị ngâm rượu rồi đó, nhưng mà đôi lúc nó cũng ảnh hưởng đôi chút chứ không phải là không, nhưng mà nó rất an toàn, không có xịt thuốc ruồi hay là gì, chăng chỉ ngâm rượu với muối. Như gần Tết thì cái giá cá nguyên liệu nó tăng. Tăng, nhưng sản phẩm nó tăng khoảng là từ 3 đến 5 ngàn trở lại thôi, chứ không có giọt lên 10 ngàn. Nhưng mà nếu mà trong mức nó dao động thường ngày á, thì đôi lúc chỉ lấy 40 đồ ha, mà nhưng mà gần cỡ lối 24, 23 đồ ha, tự nhiên mới tăng lên 45 cho mình. Thì nó cũng sừng lại tới chừng qua lối gầm tháng giêng là bả sụp lại xuống cho mình 42. Cái gầm tháng giêng là cái gầm lớn đó rồi, ít người lấy lắm, nên ra bả sụp xuống cho mình được 3 ngàn, năm nào cũng vậy chứ. Nhưng mà từ đây tới Tết là nó sẽ tăng hoài chứ nó không có sụt. Hiện giờ bây giờ chị 43 nè, bà nói hiện giờ cá nhích lên 2 ngàn nè. Tại vì biết sao không, chị nói tới rồi không được lấy hàng cá vẹt, lấy hàng cá bán chợ nó sẽ thẳng lưng hết. Nó không có gù lưng là cái loại cá vẹt á, thì nó sẽ rẻ hơn. Cho thay vì em lấy bên kia 42, cá này nó sẽ sụt xuống 40 là cá gù lưng. Vậy thay vì mình lấy cá nguyên đi, mình giao cho khách cá nó rất là đẹp, nó không có tật con cá. Mình trong này mình gọi là con cá gù, nhưng mà mấy khách hàng ăn nói, người ta nói là gọi là cá có tật, người ta không có chịu lấy. Chị lấy toàn là hàng cá nguyên không à, mình giá hơi mắc một tí. Cá nè, xung băng, cá bán chợ á, không có bị gù lưng. Cá này ngon, nó chỉ xó nó hơi đỏ đỏ thôi đó, nhưng mà nó là con cá cái, tại cái xó nó hơi đỏ thôi mà lấy hết mấy máu này, chứ khi mà cái máu bên đây nó còn dính từ đây qua đây thì nó dễ bị bốc mùi tanh bụi, dễ bu lắm, phải sạc cho rửa hết. Và cái video này đến đây là hết. Xin cảm ơn sự theo dõi của bà con cô bác, và cũng rất mong bà con cô bác đăng ký kênh để ủng hộ cũng như là quảng bá video này đến rộng rãi người xem hơn.